Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một dự án có tên là Chao Valency. Mình ăn chia tổng giải thưởng là 420.000 tốc cần, có nghĩa là Chao Valency nha các bạn. Con này góp này gấu 2. Thì hiện tại tốc cần này nó sẽ vào ngày mùng 3 tháng 7 nó sẽ list trên sàn Bankake Swap. Bankake Swap và Bakker Swap với giá là 0 chấm mấy ta, hiện tại là 0 chấm chỗ nào đâu ta. Này các bạn, list sàn Bankake Swap và Bankake Swap với giá là 0.4 đô cho một tục cần nha các bạn. Thì chương trình airdrop này nó sẽ phân phối vào ngày mùng 7 tháng 7 ngày mùng 3 tháng 7 nha các bạn. Còn mấy ngày nữa kết, còn 2 ngày nữa kết thúc nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới bình luận mình hoặc là do anh xào kênh airdrop mình, mà mình không có để dưới bình luận vì sợ dính vi phạm nguyên tắc cộng đồng nha các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho anh xào Telegram đó nè. Rồi tiếp tục các bạn gửi địa chỉ với bên Binance Smart Chain Bet20 trên chocolate nha các bạn. Kèo này các bạn đừng bỏ qua, uống tiếc lắm các bạn. Kèo này là nó phân phối cho cộng đồng chứ không phải là kèo random. Random mình không làm, ít có làm lắm. Rồi bấm sell. Rồi nhiệm vụ mình đã nhận được một tiết đấy các bạn, nó cập nhật sau nha các bạn. Rồi nhiệm vụ tiếp theo là các bạn join Telegram đó nè. Trên Telegram bạn join sao các bạn. Sau khi join vào xong các bạn nhấp vào ba gạch cùng, nhấp vào setting nè. Ê sorry các bạn. Các bạn copy username của mình nha các bạn, là chỗ này nè. Thôi khỏi cần, bấm bấm continue là được các bạn. Rồi mình đã nhận được 25 tip. Rồi tiếp tục cho anh tiếp kênh seller nữa. Rồi bạn John Sao bạn bắt up lên nè. Bấm continue 50 rồi. Tiếp tục follow tại Twitter nè. Nhưng nhiệm vụ này khá là đơn giản luôn các bạn. Rồi theo dõi rồi bạn bắt up lên. Rồi các bạn bấm continue. Cái này là nó tự động nó quét cái ấy của mình đi mà. Tự động quét ID của nó. Tiếp tục các bạn điền username, rồi các bạn bấm vào điền là username follow tại Twitter và điền là username tại Twitter mình, rồi bấm vào continue các bạn. Rồi tiếp tục retweet nè. Các bạn like nè. Các bạn like nè, các bạn tập quýt lên nè. Rồi bạn bắt up lên các bạn. Rồi các bạn bấm connect Twitter account các bạn. Chuẩn bị ta. Rồi các bạn ủy quyền cho ứng dụng các bạn. Rồi các bạn gì copy cái link này mà chia sẻ trong bè cho người thân để kiếm thêm token nha các bạn. Ok, như vậy video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.